Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh kiếm tiền của mình ạ. Đây thì những ai chưa đăng ký kênh có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình và có thể bấm chuông theo dõi để cập nhật những video mới nhất từ mình. Rồi thì đến video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu mọi người một cái sàn một cái kèo Aderot đó có tên gọi là Monocake, tức là kèo kiếm token mono token cây. Đấy, giá của nó, tỷ giá của nó bây giờ là 36 đô một token. Đấy. Thì cái kèo này thì nó có là 1.000 suất may mắn nha mọi người. Đấy, random may mắn nhá. Chỉ có 1.000 suất nữa đấy, thì cũng khá nhiều người đăng ký rồi, thì nó chỉ còn mỗi một ngày nữa thôi và mình giới thiệu mọi người luôn đấy, thì mọi người vẫn có thể làm. Thì nó sự may mắn thì nó sẽ đến với bất chợt một người nào đấy, chứ không phải là cứ làm trước là thắng đâu, đúng không các? Thì nếu như mọi người chiến thắng thì mọi người sẽ tổng của cái tổng của giải thưởng này là 1.000 cây nhé mọi người, 1.000 cây đấy, 1.000 token cây đấy, và nó sẽ chia ra là mỗi được người, nếu như 1.000 suất thì mọi người được 37,8 à, hay là 30. Ok, nói chung là mọi người biết là thấy là được rồi. Ok thì trước tiên mọi người sẽ vào cái link ở dưới phần mô tả, mọi người kích vào link phần mô tả và mọi người bấm vào đây, sau đấy mọi người làm các nhiệm vụ như sau. Đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên là mọi người vào là follow tất cả các kênh của nó là Twitter này, Facebook này, Instagram này, và join vào nhóm Telegram của nó này. Thì cái này mình nhiệm vụ mình ra xong rồi đấy. Nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ join vào Telegram group của nó, join luôn, join vào luôn, tham gia. Ok, trở ra rồi. Nhiệm vụ thứ hai là Twitter, cái này không biết là thế nào đây. Restit full. Ok, vào vào Facebook, Instagram trước đây, vào Instagram trước đây. Đấy, mọi người cứ zone vào trước đây. Đấy, zone vào. Rồi, trở lại. Tiếp đến là Facebook này. Thích luôn. Theo dõi. Ok, trở lại. Đâu rồi, sau này nó chạy sang cái khác à, mình phải quay lại trang này. Đây, tiếp đến là Reddit, cũng follow Reddit của nó nhá, kênh Reddit đấy. Zone này, ok, bắn cho nó có mũi tên lên. Đó, trở lại. Đâu rồi, đây rồi, Twitter cũng follow luôn, theo dõi này. Ok rồi, trở lại rồi. Medium cũng follow luôn nhá, rồi, từ từ nhiệm full Medium. Medium này mọi người cũng follow luôn, follow. Nó bị lỗi à? Ok, lỗi thì lỗi cho nó lỗi luôn. Rồi follow. Follow chỗ này nhá. Hình như mình follow rồi đúng không? Như thế này follow đúng không? Follow này. Đấy lắm, follow này. Ok. Rồi, follow rồi. Rồi trở lại trang của nó nào. Đây. Xong rồi đúng không? Bây giờ mọi người kéo lên trên, mọi người bấm vào join vào on Aderot này. Đấy, mọi người bấm vào đây, thêm vào danh sách theo dõi này. Ok, tiếp lên là mọi người cứ bấm lại theo tay này nhá, bấm join vào Telegram đúng không ạ, rồi chưa đấy, mình bấm lại cho nó chính xác. Ok, đã xong rồi đúng không, mày thoát cái đấy đi, bây giờ join vào Telegram tiếp cái này đúng không, rồi rồi đúng không, follow Twitter đúng không. Ok, đã follow rồi, bây giờ là follow MarketCap đúng không, xong rồi. Bây giờ mọi người gửi địa chỉ email của mọi người vào đây, nhập địa chỉ Gmail của mọi người vào đây. Dự án này nó chỉ còn mỗi một ngày nữa, thì những ai làm thì tranh thủ làm nhá, còn nó sắp hết hạn rồi. Rồi, ok, tiếp đến là mọi người nhập địa chỉ ví Binance Smart Chain Ether, cái này là có thể nhập ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhá. Đấy rồi, Smart Chain sao chép. Ok, dán vào đây.
Rồi. Twitter mọi người lấy username Twitter mọi người nha. Rồi, tiếp đến là Telegram này. Cái này khá đơn giản. Telegram của mình là, để mình xem lại cái Telegram của mình nhóm gì đây. Mình có thay đổi tên trong Telegram không? Ok. Ok, sau đấy mọi người là bấm vào đây nhá, vào đây này để tham gia này. Ok, bấm join này đó. Ok, đã xong. Rồi. Ok, vừa rồi mình đã hướng dẫn mọi người một cái kèo Aerod nhận cái token cây. Đấy thì tỷ lệ của nó là kèo random chỉ có 1000 suất may mắn đấy. Thì những ai tham gia thì vẫn có thể tham gia được, còn những ai không tham gia thì có thể bỏ qua video này. Đấy. Nếu như mọi người cảm thấy hay, mọi người có thể đăng ký kênh mình ủng hộ và có thể cho mình một like, một chia sẻ cũng như là bấm chuông để theo dõi những video mới nhất. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo.